từ sau quãng thời gian bị chấn thương hành hạ ở LA Clippers, khả năng ném ba của Blake Griffin vẫn đang ngày một từ mài sắt. Tình huống tấn công khéo đến từ Joel Embiid và step through quá đẹp, đó là đến từ Blake Griffin. Joel Embiid rất nhanh, các cầu thủ Boston Celtics họ có lượt dẫn, cú ném tiếp tục khó nhưng lần này đã thành công dành cho Joel Embiid. Còn để mất 5 giây không làm được gì. Cũng như cộng thêm một turnover nữa dành cho đội bóng chủ nhà. Tình huống phạm lỗi và and one dành cho Joel Embiid. Grant Williams là người bị câu lỗi trong tình huống đó, cũng như là 53% tỷ lệ ghi điểm. Ngoài ra có Grant Williams cũng như là Sam Hauser, cầu thủ đã có được 15 điểm ở trận đấu trước. Luke Cornett đang làm gì vậy? Luke Cornett đang cố gắng khiêu khích đối phương. Anh ta đã có những hành động thực sự khiêu khích Hauser. Cú ném tầm trung đến từ Embiid lại làm cú ném thành công nữa. Maxi đang chạy nhưng rõ ràng là có góc hơn dành cho Joel Embiid. Quá khỏe. Giống như là một James Harden. Ngày hôm nay có một cái hay, đó là James Harden cũng như Joel Embiid không được đánh pick and roll với nhau nhiều. Và chúng ta lại thấy Joel Embiid cũng như là Grant Williams có những đâm va. Lần này thì Embiid hiệu quả hơn. Và chúng ta có tình huống lỗi kỹ thuật. Thật sự để có thể chiến thắng trong trận đấu này hay là đi một quãng đường xa tại playoff cũng như hướng đến chiếc cúp vô địch thì rõ ràng là Joel Embiid cần phải giữ được một cái đầu lạnh hơn. Và chạm với Grant Williams không phải là một ngôi sao số nào của đối phương cả. Cũng đánh Pedro phải lên rổ, có lỗi cản người. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.